Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình có ghé thủ vòng 1, thành phố thủ vòng 1 nha, để mình thêm hội chợ hoa như thế nào để mình quay lại cho cô chú anh chị xem ha. Rồi mình đã đặt chân tới thủ vòng 1 Bình Dương nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái cổng, cái công viên nè, nó làm con rồng, 5 con rồng nè, với thành phố thủ vòng 1 năm 2024 nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, đang làm ha. Nó cũng đông người chụp hình, người phim gì đây nè cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn, mình đã đến hội chợ hoa xuân của Bình Dương nha cô chú anh chị và các bạn ha. Đây cái cổng chợ hoa xuân nè ha, đó cổng chợ hoa xuân của Bình Dương ha cô chú anh chị và các bạn. Đây người ta cũng trang trí những loại hoa giấy hai bên đường nè, hai bên đường cũng bán nè cô chú anh chị và các bạn ha. Những loại hoa giấy đẹp rực rỡ luôn ha cô chú anh chị và các bạn ha. Hoa giấy rất là nhiều màu mà rất là đẹp ha. Người ta bán dọc hai bên đường của chợ hoa xuân của thủ vòng 1 cô chú anh chị và các bạn ha. Cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ đăng ký và nhấn nút like ủng hộ mình nhé cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn ha. Đó, đây mình tới công viên thủ vòng 1 rồi ha. Đây người ta làm cái cổng này cô chú anh chị và các bạn. Chúc mừng năm mới ha. Hoa tươi rực rỡ luôn nha chú anh chị và các bạn. Đó, ở dưới thì để hoa cúc dạng thọ nha cô chú anh chị. Đó, cái này là năm 2024 nha cô chú anh chị và các bạn. Đây. Đó. Công viên sáng mới xong nha cô chú anh chị và các bạn. Công viên sáng mới xong mà thấy ở sông này cò nó bay nhiều lắm á cô chú anh chị. Để quay lại cho chú anh chị xem ha, cò nó bay nè. Cô chú anh chị thấy không, cò nó bay nó đậu trên những đám lục bình á cô chú anh chị nè, nó bay nè. Nhiều cò ghê luôn á. Cô chú anh chị thấy đẹp không? Rất là nhiều cò ha. Đó, nó bay quá trời luôn, tập trung ở đây nè. Chào cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái biểu tượng của công viên Bình Dương nha cô chú anh chị và các bạn ha. Đó. Biểu tượng con chim nè. Đó, đây là có mừng xuân giáp thìn nha cô chú anh chị. Không nhiều người ở đây chụp hình lắm cô chú anh chị và các bạn. Nó làm cũng đẹp lắm cô chú anh chị. Chú không soi nha. Dạng thọ. Mừng xuân giáp thìn 2024 nha cô chú anh chị và các bạn.
đây cũng dọc công viên đó cô chú anh chị và các bạn, là mùng xuân đất thủ nha cô chú anh chị và các bạn. Đất thủ là đất thủ dòng một quá nha cô chú anh chị và các bạn. Tự nhiên cặp mít xong à, mát mẻ lắm cô chú anh chị và các bạn. Chào chú anh chị và các bạn. Rồi tới cái khu này là điểm này là điểm mừng đảng mừng xuân nha cô chú anh chị và các bạn. À, mừng đảng mừng xuân ha. Một chỗ như vậy là đề ghi chỉ tên khác nha cô chú anh chị và các bạn. Đây làm hoa rất đẹp ha cô chú anh chị. Có nhiều hoa luôn ha. Ha. Hoa tươi luôn. Năm hoa đua nở luôn nha cô chú anh chị và các bạn ha. Chào chú anh chị và các bạn ha. Rồi mình vô tới chợ đêm của Bình Dương nha cô chú anh chị và các bạn. À, đây người ta làm là hai con rồng ha. Hai rồng mà cắt nha cô chú anh chị. Có hai rồng mà cắt ha. Rồi đây ta bán rất nhiều cắt mai đầy đủ lắm nha cô chú anh chị và các bạn. Đó. Trăm hoa đua nở mùa xuân về ha cô chú anh chị và các bạn ha. Rất là nhiều luôn ha, rất là nhiều loại luôn. Rồi tiếp tục là bên cái vườn này là bán hoa cúc nhiều lắm cô chị các bạn ha, mai chiến thủy nè, đó có khách đang mua luôn ha cô chú anh chị và các bạn. Đó, cái này cũng hoa màu trắng ha. Năm nào mẹ cũng bán ở đây hết á. Chỗ này nè. Dạ, thuê cái luôn ba. Chị mình bán một mùa Tết rồi nhiều. Một lô 10 mấy triệu. Vậy em bán lúc nào? Bán hồi 19 đây. Đó lụm 19 năm lịch luôn. 19 âm lịch à? Ờ, nay cũng mấy ngày á? Nay là... còn ngon giấy nhiều cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn.
Video đến đây đã kết thúc rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ đăng ký kênh và nhấn nút like giùm mình nha, ủng hộ mình để ra video tiếp theo hay hơn cho cô chú anh chị xem nha. Rồi bye bye cho chú anh chị nha.